Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn cùng mình phá game đầu tiên nha. Little Ninja. Okay, let's go. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game thứ hai, Subway Surfers. Rồi, anh chàng đi ra, anh chàng này đi, anh chàng này đi. Ok, let's go. Tập, vô đây. Cái game này hình như là mới update các bạn ạ. Nên là mình thấy rất là khác luôn, rất là đẹp. Những con tàu rất là sang. Tàu màu trắng này. Wow. Và tàu màu trắng và màu vàng. Đây chắc là tàu chở khách rồi. Và đây là tàu chở hàng. Cái gì đây? À, cái này xem là cái gì? 1/5, không biết là được tặng, cái gì đây? Ok, mình sẽ ăn chữ L. Ok, let's go. Thank you.
sao. Và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ ba, Scary Teacher vào đây. Let's go. Chapter 4. Ok. Let's go. I have an idea. Jeez. Stupid little Francis won't even remember that he was the one who actually made this tart. Một bánh gà tô. Mời ông ta đến ăn. Ok, bây giờ thì mình sẽ phá đám bà ta và ông ta. Let's go, chào anh đây đâu. Chào bà ta đi đâu. Bà ta đang ở tầng 1. Rồi, và mình sẽ đánh cái này. Và ta lên tầng 2 rồi, tầng 1. Let's go. Chạy thôi. Chạy
sĩ của mình bị bắt. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đợi xem bà ta như thế nào. Who made this stupid tart in the first place? Oh. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư. Hello, Slayer. Let's go. ACT1. Let's go. Đây là một tựa game 3D rất là hay và hot trong những tháng vừa qua các bạn nhé. Rồi, tựa game này thì load game hơi lâu một chút. Ok. Rồi, và đầu tiên thì các bạn sẽ phải đuổi theo quả bóng này. Khóa một đứa trẻ. Rồi sau đó thì mình sẽ phải tìm cách để vào trong căn hầm của ông ta xem như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ mò lên trên trên mái đây. Rồi ông ta phát hiện ra mình rồi. Chuồn ngay. Oh my god, chạy thôi. Ông ta đi đâu rồi? Tháo bức tranh này ra. Thì ở bức tranh này ông ta che mất một cái lỗ. Con này rất con sớ luôn. Ok, mình sẽ ra đằng sau. Tháo lại ra, sau đó là mình sẽ lên trên này. Ok, chiếc chìa khóa màu đỏ. Chạy thôi, cầm tăng le rất là nhanh thôi. Để luôn lên trên đây. Let's go. Rồi, mình đã đột nhập vào trong căn hầm của ông ta. Và bây giờ tiếp theo là gì? Đi sâu tiếp bên trong. Ok, let's go. Thank you.
Ok, bật công tắc này lên. Let's go. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ 5. PCL Gun 3D. Ok, let's go. Rồi, đây là tựa game mới update, cho nên nó rất là nhiều cái hay. Ok, let's go. Mình sẽ bật wifi lên. Rất là nhiều cái hay luôn. Và có rất nhiều là map mới. Thì ở tựa game này các bạn có thể mua được súng và vào những cái map mới để mua súng. Ok, mình sẽ vào Classic Mode. Ok, 5v5. Rất là nhiều súng ngon luôn này. Rồi, thì mình là mình mất hết Wow, súng rất là khỏe luôn. Đó mới là súng gì. Let's go, thắng rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Ice Cream Eye. Let's go.
Rồi mình sẽ tua phần giới thiệu đi, sau đó thì mình sẽ trèo luôn xuống dưới. Ok. Rồi mình sẽ sang xe màu đen này, xem gì trong này không. Rồi mình nó qua. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang map này. Silk Road. Let's go. Ok, đây không có gì. Tiếp tục tìm ở thùng rác này xem. Tiếp tục nữa xem nào. Ok. Wow, đây rồi. Đây là một tấm vé để các bạn vào ngôi nhà đầu tiên, Sung Aeon. Thì các bạn có thể trao đổi ở trong này bằng lọ nước hoa. Mình sẽ cầm lọ nước hoa này mình trao đổi. Okay. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Rồi, làm chuyện game ở đây xem. Oh my god, chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Dark Ice Cream. Dark Ice Cream. Let's go. Level 13. Ok, level 13 thì giờ đi đâu đây? Chắc là mở cánh cửa ra. Ok, mở ra nào. Boss. Ok,
Let's go. Mở ra rồi. Wow, một phát được luôn. Level 14, ok. Level 14 sao trong này. Mình sẽ đi thu thập những cây kem. Mắt mình. Oh my gosh. Và là các bạn thu thập cây kem mà trong đó thì có ông Eye Cream. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. Super Hero. Đây là một tựa game Microsoft. Rồi và mình sẽ chọn anh chàng The Flash này. Let's go. Mình sẽ bắt anh chàng này. Rồi so, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Roblox. Let's go. Johnny Silver. Ken Tita. Mình sẽ vào bên trong này. Chọn một anh chàng thật là to khỏe. West 1. West 2. Không biết có nên vào West 3. West 3 đi. Chọn anh chàng này đi. Khiển để bắn chuẩn rất là khó luôn. Chắc là chơi cái này qua cái điện thoại hoặc là qua máy tính thì chơi nó bắn nó sẽ chuẩn, còn bắn trên iPad này nó không chuẩn một tí nào mà điều chỉnh rất là khó luôn. Ok, mình sẽ vào anh chàng to xác à. Anh chàng nào đánh mình.
chạy đi đâu. Phi tiêu chuẩn thế nhở? Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Katie Belani, let's go. Ok, let's go. Wow, wow, wow. Cái này cẩn thận không là sẽ chết ngay. Wow, tôi chết rồi. Mày thế, oh my god. Mình là anh chàng mũ vàng nha. Nhưng mà không hiểu sao anh chàng mũ vàng này không đứng được nữa rồi. Rồi mình sẽ lại quả này. Như kiểu đánh các loại ra rồi nhưng mà nó không ra ngoài. Oh my god. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Pearl Smarter. Ok, let's go. Anh chào này nào. Hơi cao, cái này tầm khoảng 18 rồi đấy. Vâng, anh ta xem anh ta này có xuống không. Chiu, bỏ chân luôn, sợ thật. Ok. What? Wow, wow, lại cao rồi. Oh, bật lại luôn. Finish him. Cái này theo mình nghĩ chắc tầm 17 thôi. Ok. Fatality.
Player One, choose. Một cô lang. Không trúng rồi, lại phải 20-21. Một cô này có vẻ trâu lắm. Oh my god. Chúng nó đuôi thôi. Rồi, phát nữa là xong. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Basis Stone. Start game. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite great jump. That's right, great jump. You're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize. A shiny sweep, sweep, sweep. I wanna play with someone. Chưa rồi bị anh chàng này bắt đi rồi. Ông ta tiến lại gần đây. Rồi mình sẽ đứng ở cửa này, có gì mình sẽ chạy luôn. Oh my god. Wow, ông ta đi ngay đường này, sợ thật. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.